Mẹ ơi, mẹ ơi, mở cửa cho con với. Sao mẹ giận lây sang con làm gì? Mẹ cứ nhốt mình ở trong phòng như thế không chịu nấu nướng. Ô mẹ ơi, mở cửa cho con đi, con đói lắm rồi. Đói thì đi tìm bố một, tôi không liên quan. Ơ kìa mẹ, mẹ ơi. Mẹ bị mất tiền, đâu phải lỗi của con đâu. Tự nhiên bây giờ lại không đi nấu đồ ăn, nó chẳng liên quan gì với nhau hết ý. Chống không thế này. Lúc mà giận cá chém thớt, cái kiểu á, trâu bò đánh nhau thì rồi mũi chết lây. Mất tiền, bây giờ là không nấu nướng này, không cho mình tiền tiêu vặt này. Ôi mẹ. Hy vọng cuối cùng của em. Anh Tùng đẹp trai đấy à? Anh ơi, anh có tiền không? Tiền cái gì mà tiền? Xuất kịch tiền. Không có gì thôi. Làm gì phải quát em như thế? Cái đồ đáng ghét. Chuyện gì thế cháu? Bà ơi, cháu đói bụng lắm rồi ạ. Bây giờ mẹ cháu giận bố cháu không nấu nướng, tiền tiêu vặt cũng không cho cháu luôn. Cháu chẳng có cái gì ăn cả, bụng đang kêu ọc 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 vậy ạ. Hai cái vợ chồng nhà này cứ như là con nít ấy. Thôi, cháu đừng có lo nhá, để bà cho tiền cháu nhá. Thật hả bà? Ừ. Ôi chết rồi. Tiền của bà để ở đâu rồi? Mai ơi! Này! Cháu có biết là tiền bà để ở đâu không? Bà lại hỏi cháu! Tiền của bà làm sao mà cháu biết được ạ? Tôi chết rồi! Ôi! Tiền của tôi! Tiền của tôi để ở đâu rồi? Tiền của tôi! Tiền của tôi để ở đâu rồi? Này! Ông uống cốc này là cốc thứ 10 rồi đấy nhá. Ông đi uống bao nhiêu cốc thì mới chịu về nhà hả? Tôi còn nhà đâu mà về hả ông? Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết hết. Làm sao ông phải lo? Không phải là lo, ông không biết đấy thôi. Bây giờ tôi về nhà tôi không thể nào chịu đựng nổi cái ánh mắt của mọi người nhìn tôi như là... Như là hình viên đạn đấy gì? Không, phải như là khẩu súng lục thì mới đúng. Xăm soi tôi suốt ngày thôi. Chuyện vợ chồng nhà ông nghe cái như là đi đánh trận không bằng. Ông không mất, cho nên ông không biết. Đây là tiền mồ hôi, công sức của tôi dành dụng được. Tôi đã phải nhịn ăn bao nhiêu ngày, tôi đã phải chạy xe ôm để lấy thêm tiền. Nhưng mà tích cóp bây giờ mất hết sạch rồi, đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Tiên trách kỳ hậu trách nhân, tại vì ông giấu không kỹ cơ. Ra đây kêu ca yên yên gì với tôi thì giải quyết được việc gì? Trời ơi, cứ nghĩ đến nó là tôi đau đầu. Từ đấy trái tim tôi vẫn đau, nỗi u sầu. Thôi, đau. Thôi, ông đừng hát nữa. Công an người ta lại tưởng cái gì ra đây gô cổ tôi với ông lại chứ thì... Đau lắm. Đau. Thôi, này. Ông ở đây trông quán cho tôi. Tôi về lấy thêm nước. Mà kệ ông. Thế đấy. Ôi giời ơi, đi khóc cũng không được, hát cũng không xong. Sao số tôi lại khổ thế này hả trời ơi? Khổ quá. Cái con này. Bố khổ một thì con khổ 10. Sao mày lại đánh bố? Thì cũng tại bố hát đấy. Bây giờ mẹ đã thiết quân luật rồi cái kìa. Vô lý đùng đùng ấy. Thì lúc tiêu tiền của bố thì ai sướng cho? Thì bây giờ lại bày đặt cái trò giận với trả dỗi. Thôi mà bố, bây giờ bố nghĩ cách gì đi. Chứ nếu mà chuyện đơn giản, con đã không phải ra đây để tìm bố. Kệ con, kệ cả hai mẹ con, kệ cả cái nhà này luôn đi.
mệt lắm rồi, khổ lắm rồi. Bố có biết không? Biết cái gì? Mẹ tức bố thì ít, nhưng mà mẹ tức tiền thì nhiều. Mẹ cứ tưởng đấy là tiền của bà nội. Thế nên là mẹ mới lấy một khoản riêng của mẹ mang ra để trả cho bà nội. Nhưng mà tiền của bà vẫn còn. Thế là cái số tiền đấy bà lại không trả lại cho mẹ. Bây giờ thì mẹ dỗi ra đấy. Thật à? Quả báo nhãn tiền. Tham thì thâm. Có thế kệ. Bố này, sao bố lại cười à? Sao không cười? Bố làm sao ấy? Bây giờ nhá, tủ lạnh nhà mình không có một thứ đồ ăn gì hết. Mà con, mẹ không cho con một tí tiền tiêu vặt nào luôn. Bây giờ con phải sống sao hả bố? Kệ con. Cái lúc hai mẹ con tiêu tiền của bố thì ai sướng cho? Con nghĩ đến cái hậu quả như hôm nay không? Bố đừng nói thế. Con chỉ làm theo lời mẹ thôi mà. Con không biết gì hết. Xem là mẹ con dỗi được mấy ngày. Cứ để thế xem. Bây giờ bố kệ con đúng không? Kệ. Thế còn bà nội thì sao ạ? Nhỉ. Thôi chết, nói đến bà nội mới nhớ là bà chỉ ăn cơm được khi mẹ con nấu. Bây giờ mẹ con dỗi như thế thì không nấu cho bà thì không biết là bố con mình phải xoay sở thế nào nhỉ? Đúng rồi ạ. Đấy là chuyện ăn uống nhá. Còn chuyện thuốc thang của bà, phải làm sao đây hả bố? Thôi, bố phải lùi một bước thôi, có khi phải thuyết phục mẹ con bằng được. Bình thường ý, trông bà với mẹ không hợp nhau vậy thôi. Chứ chuyện của bà là một tay mẹ lo hết đấy ạ. Thì bố biết. Thế nhưng mà cứ hơi tí là dỗi, ghét. Thôi được rồi, để con gọi chứ. Gọi đi. Để đi. Con bấm loa rồi đấy. Anh còn gọi cho tôi làm gì nữa? Tự về mà chăm mẹ đi. Bao giờ lấy lại được tiền từ mẹ thì tôi mở cửa. Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này à giời. Bố nhớ đấy nhá. Rồi, vào đi con. Đây con. Bà ơi, bà đang xem cái gì đấy ạ? Con chào mẹ ạ. Không dám. Thế anh ăn cưới gì mà giờ này mới về? Dạ, báo cáo với mẹ là thế này. Con đi ăn cưới về, xong trên đường con gặp một con sư tử Hà Đông. Thế là con phải tránh đi. Thế là về nhà nó mới muộn thế này ạ. Rồi, ghê vậy. Vâng. Thế nhà ai mà để sổng cả sư tử ra như thế? Nhưng mà mẹ xem thầy sự có thấy cái gì đâu. Sư tử nhà mình chứ còn nhà ai ạ? Thế mẹ đã ăn uống gì chưa? Đã có cái gì đâu. Nhà cửa thì vắng như chùa Bà Đanh ấy. Còn vợ anh thì cứ ở lì trên phòng kia kìa. Thôi chết. Con xin lỗi mẹ. Lỗi này là lỗi tại con. Thế bây giờ mẹ ăn tạm bát phở này đi nhá. Phở ngon lắm bà. Vâng. Tôi không ăn đâu. Anh bảo vợ anh xuống nấu đi. Khổ lắm. Con mà bảo được vợ con thì đã không đến nông nỗi này mẹ ạ. Lại cãi nhau giận dỗi chứ gì. Anh ngần này tuổi rồi ấy mà chẳng làm cái gì ra hồn cả. Vâng vâng. Thế cho nên là chỉ có một cách duy nhất. Có một cách duy nhất thôi mẹ ạ. Mẹ phải giúp con nhá. Cách gì? Anh nói mẹ nghe xem nào. Chả là thế này. Lần trước vợ con đưa cho mẹ một cái số tiền. Thế bây giờ mẹ lại đưa con cái số tiền y như vậy, có được không ạ? Thì ra anh nghe lời vợ hả? Anh về đây để bòn rút tiền tôi phải không? Không phải, mẹ hiểu nhầm ý con rồi, ý con không phải là thế. Này, tôi không có điếc nhá. Anh hai thứ tắc rồi. Thế mà bây giờ ngửa tay xin tiền mẹ à? Bà ơi, bà bớt giận đi ạ. Ý của bố con không phải là như thế đâu. Thì hôm qua mẹ con có đưa bà một cục tiền đấy ạ. Tiền đấy là tiền của bố con. Đúng rồi. Mẹ con tưởng là tiền của bà nên là mới đưa cho bà thôi. Thì ra là hai bố con nhà anh nhá, vào hùa đòi tiền tôi phải không? Hả? Này, đừng có tưởng tôi già nhá, mà dễ bắt nạt nhá. Khổ quá. Mẹ. Bà ơi, bà giận rồi bố. Thì... Bà ơi, để con giải thích đã bà ơi. Ôi giời ơi. Thế khổ lắm, thế có chết tôi không cái chứ lì. Ôi, sướng quá. Bà thấy đỡ hơn nhiều chưa ạ? Thoải mái lắm con ạ. Đúng là cháu gái yêu của bà. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ăn dưa hấu đi.
món mẹ thích nhất đây này. Tôi không dám. Ăn vào rắt răng. Mẹ nói thế nào chứ ăn dưa hấu mà lại rắt răng được. Thế thôi con để đây nhá. Lát nữa mẹ thích mẹ ăn nhá. Bây giờ... À đây, để con bóp tay bóp chân cho mẹ. Thôi nhá. Anh làm thế này tôi không quen nhá. Sao mà không quen? Anh muốn cái gì thì anh cứ nói đi. Hả? Mẹ biết rồi à? Vâng, thì vẫn cái chuyện tiền nong ấy mẹ. Ừ, cái số tiền đấy là con dành dụm, con tích cóp được mới có. Thế là vợ con lại chót tiêu. Thế vợ con lại cứ tưởng là tiền của mẹ. Thế cho nên là mới lấy ở trong két ra để giả mẹ. Nhưng mà thực ra là tiền của con. Thôi nhá. Vẫn cứ là cái chuyện tiền của vợ anh vì tiền của anh nhá. Vâng. Thế thì anh chị đi tự mà giải quyết đi. Hỏi tôi làm cái gì? Khổ quá. Vì là con biết là chuyện nào ra chuyện đấy. Thế nhưng mà mẹ không trả lại con thì là nhà con tan cửa nát nhà đấy mẹ ạ. Thế thì anh giấu quỹ đen quỹ đỏ làm cái gì hả? Không. Bà ơi, sắp sinh nhật mẹ con rồi, bố con để ra một khoản riêng để tặng sự bất ngờ cho mẹ ạ. Vâng, sắp sinh nhật vợ con rồi cho nên phải có quà để tặng mẹ ạ. Đúng rồi ạ. Đấy là chuyện của bố con nhà anh nhá, tôi không quan tâm. Thế nhưng mà là tiền con lấy đâu ra để mà mua quà hả mẹ? Thôi, con xin mẹ đấy. Con cắn rơm cắn cỏ con lạy mẹ đấy. Mẹ ơi, mẹ trả tiền con đi. Không thì không, con thì không, mẹ có trả tiền con không? Không, con quỳ xuống thế này suốt đấy. Trời ơi. Bố kia, mày ra, tránh ra. Mẹ ơi, thì mẹ có trả tiền con không? Con lạy mẹ đấy, con xin mẹ đấy mẹ ơi. Mẹ, con xin mẹ đấy. Mẹ có trả tiền con. Trông nhìn kìa, còn ra cái thể thống gì nữa không hả? Anh có còn là cái thằng đàn ông nữa không? Mẹ mà không trả tiền con ấy thì con sẵn sàng con không làm đàn ông. Con cứ quỳ lại thế này mẹ. Con lạy mẹ. Gì? Con xin mẹ. Không nhớ. Thôi. Con lạy mẹ. Anh đi ra. Con đi xin ra, mẹ. Ra cho tôi nghỉ ngơi. Ra. Ra con cho không tôi. Ra. Khi nào mẹ giả thì con đi ra. Con lạy mẹ. Trời ơi. Con xin mẹ. Này. Con ra không ạ? Ra mau này. Ra con mau. Không ra. Ra. Bố. Con mới cái. Mai, vào massage cho bà nữa đi. Tình hình bà thế nào rồi? Ôi dồi ôi, lúc nãy bà giận lắm. Con á, phải massage cho bà mãi, bà mới xuôi đi đấy. Nhưng mà hình như là bà quên rồi hay sao ấy bố ạ? Cần bà nhớ chứ bà quên thì có ích lợi gì? Thế thì bây giờ phải làm sao hả bố? Mà lúc nãy con lên con sờ cái túi áo của bà rồi. Nhưng mà không có tiền ở trong đấy. Căng nhỉ? Không biết bà để tiền ở đâu. Thế bây giờ thế này, con lên con nói khó với bà làm sao đưa bà ra ngoài đi dạo. Thế rồi bố lẻn lên phòng để bố lục tìm xem nhá. Chắc chắn là chỉ để ở trên phòng thôi. Vâng. Nhanh lên. Mau đi thôi bà ơi. Bà không cần phải thay quần áo gì đâu. Hôm nay là nhá, cháu sẽ cho bà gặp cháu dâu tương lai của bà, tức là người yêu của anh Tùng nhá. Thế thì nhanh lên nhá, bà nóng ruột lắm rồi. Vâng, con thấy chắc chắn là bà sẽ thích luôn. Nhưng mà không được như lần trước đâu nhá. Vâng, con chắc chắn. Đi mau. Phải tìm cho ra. Lạ, cái tiền ở đâu chứ? Cất ở đâu được nhỉ? À, đây rồi. Trời ơi, bà để đâu nhỉ? Bà thấy con bé này nó không ổn tí nào. Con thấy được mà bà, mấy cô đấy, thế thì con cho bà xem lúc khác nhá. Thôi rồi, để lúc khác nhá.
Bà mệt quá rồi. À, bỏ sầu riêng ăn đi cháu. Này, ngon lắm đấy. Vâng ạ. Nhưng quả này cháu chưa ăn bao giờ. Ngon lắm, ăn đi. Ấy, ngon không? Ngon quá bà ơi. Vừa ngọt, vừa thơm, lại đậm đà nữa. Thế à? Thế mà có người không ăn được đâu nhá. Chỉ ngửi thấy mùi thôi, mặt mày cứ sa sẩm vào ấy. Ngon thế này mà có người không ăn được á bà? Ngon cái gì mà ngon cái con kia. Có một con chuột nhá, đầu to, nó đang trốn ở trong đây đấy. Bố có làm sao không ạ? Con xin lỗi bố nhá, con không làm trái được kế hoạch của bà. Đứng xa. Vâng ạ. Kế hoạch gì? Là sao? Hả? Sao? Anh tưởng tôi già, tôi lẫn, tôi không nhớ à? Hả? Tôi còn nhớ như in nhá. Anh nhá là anh sợ sầu riêng lắm đấy, nhá. Mẹ ơi, mẹ trả con cái số tiền ấy đi, không con sắp ngất vì cái mùi này đấy, đi đính xa ra ra. Anh á, anh mà không nói rõ cái số tiền ấy ra nhá, đừng có trách tôi. Con nói với mẹ rồi, cái số tiền đó là con tích cóp, con dành dụm, cộng với cái tiền con chạy xe ôm thêm, được chưa mẹ? Đấy, thế anh đã thấy tác hại của cái việc không thành thật chưa? Hả? Giá như mà anh thành thật với vợ anh, với tôi ngay từ đầu ấy, thì chuyện làm gì đến nông nỗi này? Con xin lỗi mẹ, con biết tội của con rồi, lần sau con sẽ thành thật ạ. Mẹ giả con số tiền đi, xong con sắp ngất đây bây giờ đấy. Ôi giời, đã thế lại còn vào phòng của tôi lục đồ nữa chứ hả? Hả? Tội này là không tha thứ được đâu. Thôi, mẹ ơi, mẹ con xin mẹ, con xin mẹ, con lạy mẹ. Nếu mà mẹ mà không giả tiền con này, con sẽ quỳ ở đây suốt từ giờ đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến hôm sau. Con xin mẹ đấy, con lạy mẹ. Thôi được rồi, để làm gương cho con cái. Tôi cũng chẳng giữ số tiền của anh chị làm cái gì. Này. Vâng, con xin. Biết mẹ quấn kỹ thế. Để con kiểm luôn xem sao nó lại bé bé như cái hạt tiêu thế này. 1, 2, 3. Chắc lại còn có 2 triệu mà. Thì tôi trả bớt cho cái người đứng ở ngoài kia kìa. Mẹ trả tiền cho tôi rồi, nhưng tội của anh còn chưa xử xong đâu. Mau ra đây. Trời ơi, tiền ơi là tiền, sao tôi lại khổ thế này à trời ơi.